Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp và cho ý kiến vào một số nội dung. Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng dịch trong tiếp nhận người từ địa phương khác thực hiện giãn cách vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm PCR và giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine. Thông tin về ca dương tính tại xã Tân Dân, huyện Khoai Châu. Những vấn đề đặt ra trong công tác tự giác khai báo và kiểm soát người về từ vùng dịch. Mở rộng vùng nhãn Việt Gáp để tăng năng lực xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Kiểm tra các chốt tại thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Văn Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt. Đồng chí đề nghị các chốt tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông vào địa bàn theo quy định, tạo điều kiện cho các phương tiện chở nông sản nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất từ chối vào tỉnh các phương tiện và lái xe không đủ điều kiện. Cái việc kiểm tra, kiểm soát đối với cả các cái phương tiện giao thông và người từ các tỉnh quanh địa bàn Hưng Yên mình sẽ là việc sẽ còn lâu dài chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Cho nên là anh em cũng cố gắng khắc phục khó khăn, làm tốt những các cái nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao, cũng rất là chia sẻ và thông cảm anh em là cái điều kiện ấy chắc chắn là nó sẽ rất vất vả, bởi vì là trời nắng trời mưa như thế này, lượng giao thông thì nhiều, cho nên là rất là mong các đồng chí được phân công các nhiệm vụ ở các chốt chặn này. Đây là cái chốt hết sức là quan trọng đấy, để kiểm soát hạn chế sự xâm nhập của virus từ bên ngoài tỉnh, cho nên là có thể phải khẳng định những cái chốt tuyến tỉnh này là những chốt hết sức là quan trọng, quyết định ngăn chặn cái việc lây lan của dịch bệnh từ các tỉnh giáp danh với cả Hưng Yên của chúng ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, lực lượng các chốt phải linh hoạt theo tình hình cụ thể của từng tuyến đường, khu vực, đảm bảo đủ lực lượng thành phần. Đối với các địa phương có các khu cụm công nghiệp, phải thành lập các chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào doanh nghiệp. Làm việc kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại khu công nghiệp Thăng Long 2 và các doanh nghiệp Hamaden Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương tại khu công nghiệp Phố Nối A, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp phải vừa chủ động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, chung tay tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do dịch bệnh gây ra, tạo điều kiện thuận lợi để không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vaccine được phân phối trong thời gian tới. Tôi khẳng định một lần nữa là chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo vệ các khu công nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp là một nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc phòng chống dịch này. Mà chúng ta thực sự là vướng mắc ở địa phương nào trong cái việc mà vận chuyển nguyên vật liệu, chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng sẽ phối hợp với chính quyền của tỉnh có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc lưu thông hàng hóa nguyên vật liệu, và chúng tôi sẵn sàng làm việc này. Cái việc gián đoạn các cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu này nó nằm ở đâu, nếu mà nằm ở tỉnh chúng tôi tháo gỡ ngay, nhanh và ngay. Nếu mà nó nằm ở các địa phương khác thì chúng tôi sẽ phối hợp ngay với các địa phương có liên quan để tháo gỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Tại các nơi đến kiểm tra làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt và các công nhân của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về dự thảo đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đối với tỉnh Hưng Yên, đánh giá thực trạng khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025. Đề án bổ sung xây dựng khu đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên, phê duyệt danh sách và nguồn kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, trường đại học Thủy Lợi và Trung đoàn 126. Bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các tờ trình dự thảo của các sở ngành, đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương có khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu khẩn trương tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế những phần xuống cấp để bảo tồn. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nguyên tắc thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 phải ưu tiên xây dựng các phòng học đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu năm 2021 đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương cần phải chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch và giải pháp thực hiện các kế hoạch thể hiện rõ quyết tâm chính trị của các cấp chính quyền, trong đó tập trung sửa đổi quy chế, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tập trung khai thác tốt các nguồn thu, điều chỉnh linh hoạt chi ngân sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, nội dung như sau. Nhằm tiếp tục kiểm soát tình hình dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, trong đó đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các yêu cầu sau. Từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021, không tiếp nhận người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 vào tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021. Trừ trường hợp đặc biệt phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cho phép, nhưng phải đảm bảo một trong hai điều kiện sau. Một, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, hoặc 2. Giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và kết quả test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, trước 0 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021 về tỉnh Hưng Yên, được tiếp nhận chứng minh được điểm đến trong tỉnh và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc phương pháp RT-PCR, hoặc xác nhận đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, rà soát, lập sơ đồ các chốt kiểm soát phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập sơ đồ các chốt cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát 100% người ra vào tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 8 năm 2021. Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về việc kiểm soát người ra vào địa bàn, tuyệt đối không bỏ sót lọt các đối tượng nguy cơ làm lây lan dịch. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ phòng chống dịch cơ sở tiếp tục kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng nguy cơ và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình có người thân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách, ai ở đâu ở đấy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không về tỉnh lúc này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích từ Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh hoặc Quỹ cứu trợ tỉnh, hỗ trợ người thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cấp tỉnh 2 triệu đồng một người, hỗ trợ người tham gia các tổ phòng chống dịch cơ sở tại các xã với mức 30 triệu đồng một xã.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương nhanh chóng thực hiện, trong đó chú trọng tuyên truyền người dân đang sinh sống ở địa phương khác dừng về tỉnh để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Từ 0 giờ ngày 2 tháng 8, tại các chốt phòng dịch, ngoài việc kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh, các cán bộ chiến sĩ phải thông báo hướng dẫn người dân thực hiện đúng kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hưng Yên tạm dừng tiếp nhận người từ địa phương thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên số lượng phương tiện được yêu cầu quay trở lại, không lưu thông tại lối vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngày 2 tháng 8, trong số hơn 800 phương tiện qua chốt, có khoảng 100 phương tiện được yêu cầu quay trở lại. Trong khi đó, tại các địa phương, công tác tuyên truyền để người dân hiểu, vận động người thân không trở về địa phương, ở chỗ nào, ở nguyên chỗ đấy, được thực hiện với nhiều hình thức, đồng thời phát huy vai trò của các tổ phòng dịch cơ sở, theo dõi chặt chẽ biến động dân số tại khu dân cư, kịp thời có các biện pháp xử lý. Chúng tôi có 7 người trong tổ phòng dịch đã chia nhỏ cho cái ngõ nhỏ. Đối với cái quản lý, đối với đặc biệt nhất là cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay như Hà Nội hay cái Lạng Sơn, các tỉnh khác có dịch bệnh. Công an cái này chúng tôi đã triển khai ngay buổi sáng hôm nay và buổi chiều nay này cũng là tiếp tục lại kiểm tra và đôn đốc tiếp. Đối với những đối tượng về địa phương trước ngày 2 tháng 8, tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần có thu phí và theo dõi sức khỏe theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thêm một bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, thị xã Mỹ Hào chiều hôm qua 1 tháng 8. Điều đáng nói, bệnh nhân này đã không tuân thủ tự giác khai báo và cách ly y tế. Chính quyền thì lơ là với công tác quản lý giám sát người về từ vùng có dịch. Bệnh nhân là Lê Thị Ca, quê ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, là người buôn bán hoa ở thành phố Hà Nội về quê từ ngày 23 tháng 7. Lẽ ra phải khai báo y tế, thực hiện quy định 5K. Tuy không thực hiện quy định trên, nhưng ngày 25 tháng 7, chị Ca lại tiếp tục đi đến thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tiếp xúc với bố mẹ đẻ và không đeo khẩu trang. Ngay 6 tháng 7, sau 3 ngày từ Hà Nội trở về, chị Ca mới đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Tân Dân. Tuy trạm y tế xã Tân Dân yêu cầu chị Ca thực hiện các quy định trong bản cam kết về việc phòng chống dịch với người về từ vùng đang có dịch, như phải ở nhà khi có triệu chứng ho sốt thì điện cho ban chỉ đạo xã. Về từ ngày 23, trường hợp này là đúng theo những quy định là mình hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tôi cũng đã hướng dẫn và yêu cầu đối tượng là khi có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe cần phải báo ngay cho trạm y tế để trạm y tế hướng dẫn kịp thời. Đối tượng lại tự lên bệnh viện Phố Lối là test, không thấy đối tượng là báo cho cơ sở y tế chặn tôi, đấy, tôi cũng không nắm được. Đang là đối tượng phải cách ly tại nhà, ngày 28 tháng 7, chị Ca có triệu chứng sốt đau đầu. Lẽ ra phải thông tin lại ban chỉ đạo phòng chống dịch xã. Tuy nhiên, chị Ca đã không chấp hành mà còn tự ý ra khỏi nơi cư trú, đến khám bệnh tại nhà bác sĩ Sơn ở cùng xã. Tiếp đó, đến ngày 1 tháng 8, chị Ca lại tự ý đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để khám bệnh. Tại đây, chị Ca được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh viện đã kịp thời phong tỏa, làm các biện pháp khử khuẩn cần thiết để phòng dịch. Đề nghị là các tuyến cơ sở thì quản lý bệnh nhân chặt chẽ hơn, đấy, làm sao mà tuân thủ đúng các cái hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế cũng như Ủy ban dân tỉnh. Do sự thiếu nghiêm túc, tự giác của bệnh nhân, cùng với sự thiếu cương quyết của cán bộ trạm y tế và chính quyền xã Tân Dân trong việc giám sát người về từ vùng có dịch, để chị Ca tự do đi lại, khám bệnh ở nhiều nơi. Hậu quả, 23 hộ dân khu nhà ở của chị Ca phải thực hiện phong tỏa, cùng với đó làm liên lụy đến thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú, với 36 F1 phải đi cách ly tập trung và 62 trường hợp F2 phải khai báo y tế và cách ly tại nhà. Theo nội dung thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh số 279 ngày 23 tháng 7 và công văn hỏa tốc số 1608 ngày 24 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch đã nêu rõ, việc kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. Như vậy, để người về từ vùng dịch
từ ngày 23 mà không biết đã là thiếu sâu sát. Đến ngày 26 khi chị Ca đến khai báo nhưng vẫn không có biện pháp quản lý, kiểm soát theo dõi chặt chẽ, cho thấy địa phương còn lơ là, chưa thực sự nghiêm túc chặt chẽ trong phòng chống dịch. Từ ngày 1 tháng 8, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Học viện Quân y tổ chức tiêm mũi 2 thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nanocovax cho các tình nguyện viên ở Hưng Yên. Theo kế hoạch, khoảng 4.400 tình nguyện viên trên 18 tuổi ở Hưng Yên đã được tiêm mũi 1 vào đầu tháng 7 vừa qua, sẽ tiếp tục được tiêm mũi 2. Trước khi tiêm mũi 2 vaccine Nanocovax, các tình nguyện viên được test nhanh COVID-19 tại khu vực riêng, khám sàng lọc để đảm bảo đủ điều kiện an toàn tuyệt đối. Trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8, có trên 1.200 tình nguyện viên ở huyện Văn Lâm và Văn Giang tiêm thử nghiệm mũi 2. Dự kiến đến ngày mùng 8 tháng 8 sẽ triển khai tiêm xong cho tình nguyện viên 4 địa phương còn lại là thị xã Mỹ Hào, huyện Phù Cử, Tiên Lữ và Yên Mỹ. Sau khi hoàn thành tiêm thử nghiệm đợt cuối cùng này, các tình nguyện viên được đo lượng kháng thể để đánh giá hiệu quả và lập dữ liệu báo cáo Bộ Y tế xem xét đề nghị cấp phép lưu hành. Nanocovax là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Công ty Nanogen, đơn vị nghiên cứu cho biết công suất hiện tại của công ty đạt từ 8 đến 10 triệu liều một tháng, có thể nâng cấp lên 25 triệu liều một tháng. Bộ Y tế đặt mục tiêu cuối năm nay Việt Nam sẽ có ít nhất một loại vaccine ngừa COVID-19 tự sản xuất. Với những lợi ích thiết thực mang lại, sau hơn 3 tháng triển khai, số người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng cao. Ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có trên 254.000 người được phê duyệt hợp lệ ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, trong đó số tài khoản đã đăng nhập sử dụng là trên 174.000 người. Thành phố Hưng Yên, các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào là những địa phương có tỷ lệ người dân cài đặt nhiều nhất. Bảo hiểm xã hội đang bổ sung những tính năng tiện ích đưa dịch vụ công lên thực hiện trên ứng dụng để giảm thời gian đi lại của người tham gia phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến hết năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu hướng dẫn cài đặt sử dụng VSSID cho trên 330.000 người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phạm vi toàn tỉnh. Mặc dù nhãn lồng Hưng Yên là đầu tiên đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường châu Âu và Vương quốc Anh, được khách hàng đánh giá cao, tuy vậy chất lượng mẫu mã của quả nhãn cần tiếp tục phải nâng cao. Lô nhãn đầu tiên đã được tiêu thụ thuận lợi tại Pháp, Vương quốc Anh và được người tiêu dùng ở đây đánh giá cao. Đây là tín hiệu vui cho các nhà vườn trồng nhãn, mặc dù trên 800 tiêu chí về bảo vệ thực vật đã được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhưng vẫn còn đó những hạn chế để vào các thị trường khó tính. Khách hàng châu Âu thì họ phản hồi rất tích cực về chất lượng của quả nhãn Việt Nam nói chung cũng như là quả nhãn lồng Hưng Yên nói riêng. Họ phản hồi là độ ngọt và hương vị của chúng ta rất là tốt và đánh giá cao hơn các cái sản phẩm của các nước khác. Tuy nhiên do kỹ thuật canh tác cũng như là các cái biện pháp về kỹ thuật nó chưa được tốt, dẫn đến là cái tỷ lệ quả nó không được đồng đều. Nhãn được xuất khẩu đều là các loại nhãn được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy vậy hiện nay, diện tích trồng nhãn Việt Gáp trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt trên 1.300 ha, chiếm trên 30% tổng diện tích với sản lượng khoảng 15.000 tấn. Cùng với đó, chưa có quy hoạch vùng trồng xuất đi châu Âu, vùng trồng nào xuất đi khu vực châu Á, vùng trồng tiêu thụ ở thị trường trong nước, chưa đồng nhất giống trà vụ ở một vùng trồng để thuận lợi truy xuất nguồn gốc cũng như những chứng nhận xuất xứ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Nhãn Việt Gáp không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu mà còn đáp ứng thị hiếu của khách hàng tại các siêu thị, thị trường lớn trong nước.
Then đỏ sẽ chọn những nhà vườn có những cái giấy tờ đạt chuẩn, tiêu chuẩn về ưu tiên là những sản phẩm đạt OCOP hoặc là những sản phẩm về đạt chuẩn Việt Gáp và có giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm, thì Then đỏ sẽ ưu tiên đưa lên trên sàn Then đỏ để bán, mục đích là để đảm bảo về chất lượng sản phẩm và cũng như là giao đến tay người tiêu dùng nó được tốt nhất. Chúng tôi cũng có những cái yêu cầu về những cái giấy tờ chứng nhận, ví dụ như là chứng nhận về ưu tiên những cái sản phẩm mà của các hợp tác xã hay các doanh nghiệp mà có những cái giấy chứng nhận về quy trình sản xuất như là Global Gap, Việt Gap hay là những cái chứng nhận của OCOP chẳng hạn thì sẽ được ưu tiên hơn để mà thể hiện cái cam kết của sàn cũng như là của doanh nghiệp. Vụ nhãn năm 2020 và năm nay, việc tiêu thụ nhãn của tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh và sự cạnh tranh về nhãn của các địa phương khác. Vì vậy, càng những lúc khó khăn thì người trồng nhãn Hương Yên càng phải tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng mẫu mã nhãn, trong đó mở rộng diện tích và thực hiện các quy định sản xuất nhãn sạch theo quy trình Việt Gáp khép kín, từ khâu lựa chọn cây giống, chăm sóc đến thu hoạch, áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất, chất lượng quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Từ đó, chất lượng quả được nâng cao, tạo được thương hiệu trên thị trường, được bán tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước và xuất khẩu sang các thị trường lớn.